Bà của nạn nhân kêu gọi chấm dứt bạo loạn ở Pháp. Bà của thiếu niên 17 tuổi bị cảnh sát bắn ở ngoại ô Paris kêu gọi người dân chấm dứt các hành động quá khích. Họ không nên phá trường học, phá xe buýt. Chính các bà mẹ là người đi xe buýt. Nadia, bà của Naen Meksu, trả lời truyền thông ngày 2 tháng 7. Trong bối cảnh bạo loạn ở Pháp đã diễn ra ngày thứ 5 liên tiếp, Naen, 17 tuổi, bị cảnh sát bắn khi dồ ga chạy khỏi chốt giao thông đầu tuần trước. Tôi rất mệt mỏi, bà Nadia nói. Cho biết thêm rằng mẹ của Naen không còn thiết tha làm gì nữa. Bạo loạn bùng phát khắp nước Pháp sau sự ra đi của Naen, giới chức đã triển khai thiết giáp cùng 45.000 cảnh sát trên toàn quốc và bắt hàng nghìn nghi phạm bạo loạn. Nhiều người là trẻ vị thành niên, độ tuổi trung bình của hơn 2.000 người bị bắt là 17 tuổi. Sự ra đi của Naen, gốc Algeria, đã khơi dậy cuộc tranh luận về vấn đề trị an đối với các cộng đồng khó khăn ở Pháp. Nhiều người đặt câu hỏi liệu chủng tộc có phải là yếu tố dẫn tới sự ra đi của thiếu niên này hay không. Theo CNN, tình hình bạo loạn ngày 2 tháng 7 dường như ít căng thẳng hơn một ngày trước đó. Hơn 700 người bị bắt trên khắp nước Pháp trong đêm 2 tháng 7. Theo thống kê tạm thời, 45 cảnh sát bị thương, 74 tòa nhà, trong đó có 26 đồn cảnh sát bị hư hại, 577 phương tiện bị đốt cháy. Một ngày trước, hơn 1.300 người bị bắt, gần 2.600 vụ cháy được báo cáo tại các khu vực công cộng. Nhằm hạn chế tình trạng bạo loạn, giới chức Pháp cấm bắn pháo hoa cỡ lớn và dung dịch dễ cháy. Các dịch vụ xe điện và xe buýt tại Pháp dừng hoạt động từ 21 giờ cho tới sáng hôm sau. Tại Marseille, nơi diễn ra những vụ đụng độ và cướp bóc dữ dội, mọi phương tiện giao thông công cộng dừng hoạt động từ 18 giờ tới sáng hôm sau, trong đó có tàu điện ngầm. Vụ biểu tình khiến Tổng thống Pháp Macron phải hủy chuyến thăm Đức. Tổng thống Macron cho biết 1/3 số người tham gia bạo loạn trẻ hoặc rất trẻ tuổi, kêu gọi các bậc phụ huynh chịu trách nhiệm về hành vi của con mình. Bạo loạn ở Pháp, 2.800 người bị bắt. Tổng thống Macron liên tục họp khẩn. Hàng nghìn cảnh sát tiếp tục được triển khai để đối phó với làn sóng bạo loạn tại các thành phố của Pháp trong đêm ngày 2 tháng 7. Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pháp Gérard Darmanin, khoảng 48.000 cảnh sát đã được triển khai trở lại vào tối ngày 2 tháng 7 để ngăn chặn đám đông bạo loạn khi các đối tượng này tiếp tục đốt xe, cướp phá các cửa hàng và nhắm mục tiêu vào các tòa thị chính và đồn cảnh sát. Người biểu tình thậm chí lao ô tô vào nhà một thị trưởng ngoại ô Paris, sau đó phóng hỏa khiến vợ và con của ông bị thương. Tổng thống Pháp Macron đã hoãn chuyến thăm cấp nhà nước tới Đức để tập trung đối phó của khủng hoảng trong nước. Ông Macron dự kiến gặp các nhà lãnh đạo của Quốc hội vào ngày 3 tháng 7, sau đó tiếp tục gặp hơn 220 thị trưởng của các thị trấn và thành phố bị ảnh hưởng bởi bạo loạn vào ngày 4 tháng 7. Bộ Nội vụ Pháp cho biết số vụ bắt giữ đã giảm xuống, nhưng các quan chức cảnh báo hiện vẫn còn quá sớm để khẳng định tình trạng bất ổn đã kết thúc. Thiệt hại rõ ràng là ít hơn, nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục huy động lực lượng trong những ngày tới. Chúng tôi đang rất tập trung, không ai tuyên bố chiến thắng. Cảnh sát trưởng Paris Laurent Nunez cho biết, điểm nóng lớn nhất đêm qua tập trung tại Marseille, nơi cảnh sát buộc phải bắn hơi cay và xô sát trên đường phố với những người biểu tình xung quanh trung tâm thành phố cho tới tận đêm khuya. Ngoài ra, các thành phố bất ổn vẫn tiếp diễn ở các thành phố Paris, Nice và Strasbourg. Cướp bóc đã xảy ra tại một loạt các thành phố bao gồm Lyon, Marseille và Grenoble. Các nhóm bạo loạn cướp phá các cửa hàng trong đêm, đồng thời đốt phá xe hơi và thùng rác trên đường. Thậm chí những vụ cướp cũng xảy ra giữa ban ngày tại thành phố Strasbourg, nơi các nhóm bạo loạn nhắm vào cửa hàng của Apple. Khoảng 50 đối tượng, hầu hết là thanh thiếu niên, đã phải hầu tòa tại Paris và Grenoble vì cáo buộc tham gia vào làn sóng bạo loạn. Hơn 2.800 người đã bị bắt trong những ngày vừa qua. Khoảng 20 nghi phạm đã xuất hiện trước tòa án ở ngoại ô Nanterre của Paris. Báo Le Monde của Pháp đưa tin hầu hết trong số họ là thanh thiếu niên hoặc thanh niên chưa từng phạm tội. Nhiều phiên tòa khác đã diễn ra sau đó. Ba đối tượng bạo loạn ở thành phố Grenoble đã bị kết án từ 3 tới 4 tháng tù. Tòa án ở Grenoble đã xét xử tổng cộng 30 trường hợp vào sáng ngày 2 tháng 7. Một số quốc gia châu Âu bao gồm Anh đã khuyến cáo công dân tránh di chuyển tới các khu vực đang xảy ra bạo loạn tại Pháp. Theo Sputnik, làn sóng biểu tình có xu hướng lan sang các nước châu Âu khác, trong đó có Bỉ và Thụy Sĩ. Các cuộc biểu tình tại Pháp bùng nổ sau khi thiếu niên 17 tuổi Naen Meksu bị một sĩ quan cảnh sát ở Nanterre đã bắn vì vi phạm luật giao thông và chống đối lực lượng chức năng. Ngày 2 tháng 7, bà của Naen kêu gọi những người biểu tình giữ bình tĩnh. Bà nói rằng mặc dù bà phẫn nộ với các sĩ quan chịu trách nhiệm về sự ra đi của cháu mình, nhưng bà không hận thù cảnh sát. Bà cho rằng các đối tượng bạo loạn, chủ yếu là thanh thiếu niên, đang lấy Naen làm cái cớ. Hãy ngừng bạo loạn, ngừng phá hoại. Tôi nói điều này với những người đang bạo loạn. Đừng đập phá nhà cửa, tấn công trường học và xe buýt. Chúng tôi muốn mọi thứ lắng xuống, bà nói. Trung Quốc khuyến cáo công dân nước này tại Pháp tăng cường phòng ngừa an toàn. Bạo loạn tiếp tục nổ ra tại Pháp. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã khuyến cáo công dân Trung Quốc ở nước này tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn và thận trọng khi đi ra ngoài. Thông tin trên tài khoản WeChat của cơ quan lãnh sự Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 2 tháng 7 cho biết, bạo loạn liên tục xảy ra ở nhiều nơi tại Pháp trong những ngày gần đây. Một nhóm du khách Trung Quốc đang đi du lịch ở Marseille bằng xe buýt. Cửa sổ của xe buýt đã bị đập vỡ và một số người bị thương nhẹ. Theo cơ quan lãnh sự Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Marseille đã ngay lập tức kích hoạt cơ chế khẩn cấp bảo hộ lãnh sự,
hỗ trợ đoàn khách du lịch báo cảnh sát và khẩn trương xử lý, cứu chữa người bị thương, yêu cầu phía Pháp đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của công dân Trung Quốc, liên hệ với các nhóm Hoa Kiều tại địa phương và nhân viên du lịch nhắc nhở mọi người chú ý an toàn, tăng cường phòng ngừa. Hiện các du khách đã rời khỏi Pháp và lên đường về nước. Trung tâm bảo hộ lãnh sự Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Đại sứ quán và Lãnh sự quán Trung Quốc tại Pháp đã khuyến cáo công dân Trung Quốc tại nước này cần chú ý đến tình hình an ninh xã hội địa phương, tránh xa các cuộc biểu tình và khu vực xung đột bạo lực, đồng thời tăng cường bảo vệ an toàn cho cá nhân, phương tiện, nơi ở và cửa hàng, cảnh giác và thận trọng khi đi ra bên ngoài. Chính phủ Pháp đã triển khai 45.000 cảnh sát và xe bọc thép tại các thành phố lớn vào ngày 1 tháng 7 để ngăn chặn sự leo thang của các cuộc biểu tình do cảnh sát Pháp bắn chết một thiếu niên Bắc Phi. Trong vài ngày qua, các phần tử bạo lực đã thực hiện các hành vi phá hoại ở nhiều thành phố trên khắp nước Pháp, bao gồm phóng hỏa đốt xe, phá hoại công trình công cộng và cướp bóc các cửa hàng. Tiếp tục những tin tức liên quan đến vụ bạo loạn xảy ra tại Pháp. Mới đây, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng giới trẻ đã bị say sưa bởi bạo lực trên không gian ảo, dẫn đến cuộc biểu tình như hiện nay. Reuters dẫn lời Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lập luận rằng các nền tảng truyền thông xã hội và trò chơi điện tử đã góp phần gây ra bạo loạn trên khắp đất nước. Bất ổn xã hội lan rộng và chưa từng có tại Pháp sau vụ một cảnh sát thanh niên gốc Phi 17 tuổi trong lúc dừng chờ đèn giao thông. Phát biểu sau cuộc họp an ninh khẩn cấp để giải quyết các cuộc bạo loạn đang diễn ra, ông Macron lưu ý rằng khoảng 1/3 những người bị bắt trong 3 đêm đầu tiên đều trẻ hoặc rất trẻ. Theo ông, điều này cho thấy rằng Internet đang có ảnh hưởng tiêu cực đến trẻ em và thanh thiếu niên. Ông chủ Điện Élysée nói thêm về tình trạng bất ổn hiện nay, rằng các nền tảng và mạng đang đóng một vai trò tác động đến các sự kiện của những ngày gần đây. Ông nói, chúng ta đã thấy chúng, Snapchat, TikTok và một số ứng dụng khác, đóng vai trò là nơi tổ chức các cuộc tụ tập bạo lực và cũng có một hình thức bắt chước bạo lực khiến một số thanh niên lạc lối, rời khỏi thực tế. Tổng thống Pháp nói thêm rằng giới trẻ đang xuống đường để diễn lại các trò chơi điện tử khiến họ say sưa, đồng thời kêu gọi các bậc phụ huynh giữ con em ở nhà. Trước đó, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gérald Darmanin nói rằng chính phủ đã cảnh báo các trang mạng xã hội không đăng tải những lời kêu gọi bạo lực cùng các nội dung khác ca ngợi bạo loạn. Ông cam kết sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết nếu các mạng xã hội không tôn trọng luật pháp. Bộ trưởng cũng ra lệnh đóng cửa một số phương tiện vận chuyển công cộng, vốn đã trở thành mục tiêu của những kẻ phá hoại. Bạo loạn nổ ra vào tối 27 tháng 6 ở ngoại ô Nanterre của thủ đô Paris sau khi một sĩ quan cảnh sát giao bánh pizza 17 tuổi Nael khi không nghe hiệu lệnh dừng xe. Viên cảnh sát đó đã nhanh chóng bị bắt giam và bị buộc tội giết người sau lời kêu gọi của mẹ Nael trên mạng xã hội. Tình trạng bất ổn và hôi của đã gia tăng trong tuần qua và lan sang các thành phố lớn khác. Một số đồn cảnh sát cũng bị tấn công. Các đơn vị cảnh sát tình nguyện và các lực lượng an ninh khác đã được triển khai trên khắp nước Pháp nhằm kiểm soát bạo loạn. Tuy nhiên, bất chấp sự hoạt của lực lượng an ninh, các hành động cướp phá vẫn diễn ra ở các thành phố Lyon, Marseille và Grenoble tối 30 tháng 6. Những đối tượng quá khích xông vào cướp phá các cửa hàng, đốt các ô tô và thùng rác. Thậm chí tình trạng cướp phá còn diễn ra ngay ở ban ngày, nhắm vào một số cửa hàng ở thành phố Strasbourg, miền đông nước Pháp. Tại thành phố Marseille, miền nam nước Pháp, cảnh sát đã phải sử dụng đến hơi cay để trấn áp sau khi các thanh niên ném pháo vào các xe cảnh sát ở quận Vieux-Port, nơi thu hút khách du lịch.